mà sư chụp cái hình có cái trang phục Ừ, của quân quân đội, đội. dạ, thì Ông có hả? sư có thể chia sẻ là sư đi lính từ năm nào Anh chưa và ông hiện nhớ. tại là gì ạ? Ngày 26 tháng 9 năm 76 đó. À, sư ở trên chiến trường Campuchia Chúc chị ca. về đó. Hả? À, Mà khi mà sư giải ngũ về là cái quân hàm của sư là Trung rồi. Trung úy. Trung úy hả? À, rồi xong cái bắt đầu sư mới trải qua đợt huấn luyện quân dự bị đó. Thì thưa được thượng úy. À, thì nói chung quy thì có gì đâu. Mà hồi đó sư sư đi bên bên chủng nào? Chứ ở E2 Bị Mư của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 á. Sau này sẽ sư sang E2 Tam Mư tại Cầu Sơn Bắc á. Gần bên trung đoàn 94 sư 2 ở trên chép chiến trường anh ạ. Ủa mày sao sư tư duy này sư đến với Phật Pháp thì sư tù khỏi nói hay đi, không ta làm cái gì nó cũng không có thành công, ạ? ta vô ta làm chính quyền rồi cũng thành công, buồn là ta đi xuất gia thôi. Ý con nói là sư kể lại cái việc là tư duy mà sư đến với Phật Pháp á. Ồ thường cái đấy cái hồi kia là chưa giải phóng mà là sư ở Biên Hòa, sư đã ở trong chùa rồi. Chùa chắc chùa tên gì hả Hồi đó là con nhỏ chưa hả? cùng nhớ Hồi cái hầu cái hầu hồi đi hồi cùng bắt đầu nhớ. Sau đó sư học cái hầu cấp một ở chùa, sau đó cái năm giải phóng gì đó nó không chờ ở chùa nữa. Nói là giải tán thôi lúc đó thì mình đi đâu? thì mình chịu quá, mình cũng có cha mẹ mình đi sắp. Bây giờ hồi đó giờ vô chùa để học tập rồi hả sư hả hay sao? À, đang biết đâu hầu ở là gia đình Phật tử Gia đình ở vô vậy đó. gia đình Phật tử mặc đồ lam. À, gia đình Phật tử cứ tới sinh hoạt rồi ở chùa rồi nấu ăn rồi vậy phải nó mơ là nó mơ cái hầu đó đó. Rồi sau này cái gì trên Campuchia đó chiến trường thì nó quá ác liệt dữ lắm, thì mình cũng cái tâm nguyện của nó là mình trông cho cái thay bình. Rồi xong rồi mình cũng về là cũng cái giấy đó giấy cần biết đâu giấy cái gì cái sao mà vô xã đồ làm dữ lắm, làm bất bình lắm, trúng trật gì kinh tế đồ nó cũng nghèo quá trời quá đất, thời gian còn bao cấp mà. Hồi đó mới mới giải phóng xong thì nó thôi tao đi luôn cha xong rồi gì vậy. là cái cơ duyên của sư là cũng có từ nhỏ rồi, nhưng mà chẳng qua là chưa gặp thời cơ thôi, chưa có đến lúc thôi. À, đến lúc thì ở trong cái nhân quả mà cái nhân duyên thì mình ra trên cõi đời này thì trước sau gì mình cũng trả cái nghiệp quả của mình vậy thôi. Còn bây giờ ví dụ như mấy cô chú cũng vậy, không có cái người gì ta coi như cũng biết hết, nhưng mà ta làm được cái người này nó đều có cái nhân quả của nó. Nhưng mà làm những cái công việc đây nó có điều gì, đam mê về cái gì, công việc nó như thế nào, nó như vậy đó. Cho nên bây giờ nói trong cái clip của các vị bây giờ rồi đi theo dõi trong cá như ông Minh Tợ ra đời, thì bây giờ biết như cái hàng quay phim rồi làm cái đấy thì có bên chẳng bên lề bên thắc mắc một bên bên dịch, không có cái nào gọi là nó gọi là quan thức đối với nhau. Cho nên bây giờ ví dụ như mình tự ra đời đây hỏi thử các nhân sinh trong quả đất này, trong đất nước này có thay đổi mới không, có làm những việc gì tốt không ha. Dạ đúng rồi đó. À, nhưng mà sư nói cái này này, bây giờ ví dụ như ở trong cái đất nước của mình này hay là ở trong một cái khu vực nào đó làm 1.000 hecta đi, lúa nó trổ lên chín tự nhiên cái nước ngập hư hết đi, các vị đó có tức có giận không, có tức có giận không, hư lúa hết rồi mà. Cũng dạ, phải cái nó buồn chứ, nó dạ. buồn lắm. Chỉ có biết buồn. Rồi ví dụ như chú đang đi về đường phố, tôi muốn thông tôi tạt luôn, tôi tức luôn, tức không? Dạ. Đó,
Cho nên mình nói trên cái xã hội này, cái đến phiền não, cái đến không phiền não, đó là cái lực công bình để cho mọi người cùng thấy được. Còn những cái việc xấu mình chỉ có chỉ cho người ta thấy rồi, bỏ đi. Cho nên mọi thứ trong cái công việc đó thì nó đều hẳn hoi mà nó sắp sẵn. Mình bây giờ ví dụ như mình ở trong cái thời gian này đi, thời gian không không này đi, mình nói là sống là buông bỏ, sống không phiền não. Nhưng mà có lúc mình thương người này mà mình ghét người kia, cái đó nó mới quan trọng. Mình sống mà cho nó công bình là điều nó là rất là khó. Nên đó, bây giờ ví dụ như ở trong cái clip chị sòi đưa lên, nhiều người dân mến mộ vị đó, rồi nhiều người dân họ nói này nói khác. Tại vì cái nhân duyên không phải nó hợp với một cái vị đó. Có người thì ta thấy thì ta thích, ta ngưỡng mộ không ta. Có người thì ta nhìn cái mặt khác, thấy cái gì đó khác. Nó khác tại vì mình nói. Nhưng mà thời buổi bây giờ nè, con người thường của mình nha, mình là một cái cán cân, nhưng mà chưa chắc gì nó là cái cân tiểu ly đâu. Cho nên bây giờ lên cân á, không phải là cái cân nhân quả. Cái cân nhân quả nó không tha một ai, cứ làm đi, cứ làm cho thỏa mãn, suy nghĩ cho thỏa mãn đi, rồi cái gì nó đến là tự mình gánh chịu. Cho nên bây giờ mỗi công việc của mình, bây giờ mình nói ai làm thì cứ làm. Cái việc gì tốt xấu thì cũng có nhân duyên, nhưng mà nó hay cân cái nha. Bây giờ mình nói trong cái đất nước của mình vậy. Nhiều hay. Chứ sư Minh Tuệ lại để đi 6 năm chờ rồi mẹ đâu ai biết gì. Trong người ta nói là gì? Cái thời mạt pháp nó tới rồi, bây giờ là sư Minh Tuệ xuất hiện giống như là để mà chấn chỉnh lại về pháp chứ. Không phải đâu. Có người ta nói tại vì mình cứ nghĩ là cái thời mạt pháp. Mà tại sao là mình cứ cho nó là mạt pháp? Bây giờ suy nghĩ cái chỗ đó. Bây giờ ví dụ nha. Một vị Phật tử tới chùa. Cúng dường cho Tam Bảo đỡ được phước. Nhưng ông thầy ông cứ dạy Phật tử cúng dường làm sao cho được phước. Cúng dường làm sao cho giải thoát. Đúng rồi. Nhưng mà cái đạo Phật là đạo giải thoát. Phải không? Cái đạo giải thoát, cái đạo không có tham sân si. Cứ tới là cúng dường đi con. Rồi có phước. Chứ có dạy Phật tử trong cái cách giải thoát không? Nếu mà dạy Phật tử trong cách giải thoát thì chùa có gì không? Phải không? Cho nên bây giờ mình cứ nói là tới cho Phật tử nè thọ tam vi ngũ giới. Nhưng mà không dạy Phật tử trong cái giới hạn nó như thế. Thì cứ miệng nói, mình nói tới đời mạt pháp, làm gì đời mạt pháp. Mạt pháp thì không do mình. Bây giờ các vị đó, bây giờ nó lộ ra như chùa Ba Vàng hay là Chân Quang hay là các thứ rồi, nó rất là nhiều. Nhưng mà cái đó bây giờ mình dùng cái câu gì lại được nè. Đến lúc cũng như một lon gạo mà bỏ trên sàn, bắt đầu sàn. Đúng rồi. Nó rớt được cái hột nào. Đúng rồi. Phải không? Dạ. Đó. Cho nên bây giờ mình cứ nghĩ nè. Cho nên mình nói, nó đều có nhân duyên hết. Tại sao coi như là ở bên Phật giáo đủ bữa như vậy mà nhà nước không nhúng tay vô? Phải không? Đúng rồi. Nó có một cái móc xích lẫn nhau. Bây giờ mà nhà nước đánh đuổi cái hối lộ. Phải không? Nhưng mà có ai tham gia trong cái chính quyền nhà nước không? Không. Không có ai đụng tới đó. Nhưng mà ở trong cái chủ quyền là Phật giáo đổ ra vậy, chính quyền họ không đụng. Không can thiệp vào. Không can thiệp vào. Còn bây giờ mình vụ nè, mình ở tỉnh này tỉnh nọ rồi thấy. Bây giờ mình nói cho các vị ra làm cái đây nè. Ta làm vậy, ta làm cái đây nè. Có chỗ đúng, có chỗ sai. Dạ đúng. Có chỗ đúng, có chỗ sai. Nhưng mà phải nói tự nhiên như vậy. Có gì đâu mà nó rất là lớn. Nhưng mà nói chứ bây giờ từ chùa chiền rồi từ các vị tu nhỏ lẻ được gì hết cũng phải học lại. Mà học cái gì?
học cái gì? Học cái tánh hết, học cái bản năng tập mơ. Tại vì cái tham sân si hỉ nộ ai ố nó ở trong mình lâu lắm rồi, lâu lắm. Nó không bao giờ mình nói chết. Bây giờ ví dụ như có tiền có bạc gì đó, rồi mình chiêu vào đâu, rồi mình làm gì? Mình nói là khi xuất gia sư phụ là cạo cho mình ba cái cạo: một là bỏ cái thói hư tật xấu, hai là học pháp lành, ba là phải độ chúng sanh. Nhưng mà chưa gì chúng sanh độ mình tốt, đổ rau tiền bạc quá nhiều độ mình. Cho nên nói bây giờ chung quy cũng vậy, mình làm người là nó đã khó, quá khó, quá khó. Nhưng mà bây giờ mình gặp được cái Phật pháp, mà cái Phật pháp này chỉ cần mình nói Phật pháp ở trong kinh cái đời là thâm sâu quy diệu. Mình hiểu cái thâm sâu quy diệu nằm chỗ nào? Tại vì mình chưa đụng nó mà mình đâu có hiểu cái thâm sâu quy diệu như thế nào. Khi mình dắp phòng đá, nó chạy mối cắn, mình mới thấy nó đau nhói trong tim. Còn cái đây mình học Phật pháp bình thường, mình chưa có cái gì mà đỡ thâm sâu được. Đúng rồi, chưa có thấy thâm sâu. Đi có vào sâu nghiên cứu tìm hiểu thì làm sao? Thì đúng rồi. Cho nên bây giờ mình cứ nghĩ nói mình cứ nghĩ bao la đi, mình nói các vị tu ma tăng, rồi mình vô mình làm giàu coi như lên rồi cất coi như xây là này, nhỏ, cất này cất nọ. Bây giờ ví dụ đi, mấy vị vô cất một cái nhà thư viện to vậy á, mà lỡ mấy ông cái hết đầu mấy ông có mang theo không? Không. Biết ở đâu ông làm vậy, đâu cái ông mang tiếng ông khổ vậy. Đó vậy đó, đó. Sau này đỡ cho hậu sinh. Đời sau. Đúng rồi chưa? Ha. Cho nên bây giờ mình nói thấy. Mình thấy giờ mình nói vậy là cũng chưa chắc đúng rồi. Đúng rồi. Cho nên mình nói theo cũng kinh sách của Phật là thấy mà không thấy. Dạ. Nghe mà không nghe. Suy xét cho thật kỹ. Nói mà không nói. Dạ. Nghĩa là không. Thấy không? Cho nên bây giờ chưa mới nói giáo pháp của Phật đưa ra phần nào là thịt, phần nào là xương, phần nào là tí. Yeah. Nói cho các vị bây giờ cư sĩ các vị không có hiểu đâu. Yeah. À, mình thấy cái, như mình thấy như vậy, mình nói ra mình nói chê ông này ông kia ra như vậy đi. Mình cũng đã tham sân si rồi, mình cũng đã này kia rồi, đâu gì nói với người ta nữa. Đúng. Tại vì cái bản thân của mình ngã chấp nó có. Mình cũng vô nhận xét người ta rồi. Cho nên bây giờ mình nói này, con người mình sống phải có cái tâm không? Có nhiều lúc mình nói xin phép nha, nói mày làm gì đỡ cho cái tâm của mày chóng nó gặp, nhưng mà hầu giờ ai biết cái tâm của mình nằm đâu. Chưa tu sẽ biết được cái tâm của mình ở đâu. Bây giờ mình tu hay không tu gì, ví dụ như cô chú đi làm cái đây cũng phải hiểu tại sao mình làm, mà mình làm như thế nào.